Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Thì có xuất hiện một số những cái thông tin được chia sẻ trên cái hội nhóm đào P Network, đó là một số trường đại học ở Hồng Kông, Trung Quốc thì đã sử dụng cái mạng P làm cái mô hình giảng dạy cho sinh viên các cái khóa học về blockchain. Thì đây là một cái tín hiệu khá là đáng mừng và tích cực từ cái dự án P Network. Thì bởi vì chúng ta hình dung ra được việc một cái dự án đồng tiền điện tử mà từ trước đến nay họ phát triển thì thường xoay quanh cái việc là giao dịch ở trên các cái sàn thôi, chứ không mang cái tính chất là giáo dục về hàn lâm. Thì ngược lại ở đây với dự án P Network thì họ đang làm rất tốt những cái việc giáo dục cho cộng đồng về cái tính nhận thức về cái mạng blockchain nói chung cũng như là về các cái loại tiền điện tử nói riêng. Thì việc này hiện nay thì có lẽ chỉ có mình P Network làm được, chứ còn các cái loại đồng tiền điện tử khác thì họ tập trung vào cái việc là gia tăng cái lợi nhuận, những cái giá trị của cái đồng coin đấy được phát triển trên các cái sàn nhiều hơn là việc nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về mạng blockchain cũng như là về tiền điện tử. Đó, thì chỉ riêng có P Network chúng ta mới thấy được rằng là cái tiêu chí và cái mong muốn của Pico Team khi mà họ xây dựng dự án là mang cái công nghệ blockchain đến với tất cả mọi người, với tất cả cộng đồng trên thế giới. Thì các bạn có thể hình dung được rằng đây cũng là một cái công nghệ mới mà cũng không phải là ai cũng nắm rõ được ngay từ đầu. Đó, đến như bản thân mình hơn một năm trước thì cũng mới biết đến blockchain là gì, tiền điện tử là gì. Nhờ đâu? Nhờ Pi. Khi mà những cái đồng coin thế hệ cũ, ví dụ như là Bitcoin, là Ethereum, nó đã được phát triển mạnh mẽ và có cái giá trị rất là lớn trong vài năm trở lại đây, thì lúc đó mình mới để tâm đến những cái thông tin tiền điện tử hay là blockchain. Nhưng mà tuy nhiên thì cảm thấy nó quá phức tạp, bởi vì phải đầu tư máy đào, rồi phải hiểu được một chút về công nghệ thông tin, vân vân và vân vân. Thế nên là làm cho mình cảm thấy hơi bị trùng và không có ý định tìm hiểu đến cái công nghệ này. Phần vì là thấy nó phức tạp, và phần nữa là bởi vì thấy cái giá trị của đồng Bitcoin bây giờ nó quá cao. Cũng thắc mắc là nếu mà bây giờ mình đầu tư tìm hiểu thì liệu mình có đủ cái khả năng tài chính để hiểu được bản chất của cái đồng tiền nó như thế nào hay không. Thường thì người ta nói là bạn muốn hiểu một cái gì đó thì bạn phải sở hữu nó, đúng không? Thế nên là với Bitcoin hay là Ethereum thì nó vượt quá cái khả năng tài chính cũng như là cái khả năng nhận thức về công nghệ của mình. Tuy nhiên với Pi thì nó lại khác. Khi mà nghe người bạn của mình chia sẻ rằng có muốn đào coin không, bây giờ nó có một cái loại coin mà có thể đào được ở trên điện thoại đấy, chả mất cái gì cả. Ô, hay vậy, thế cho mình xin thông tin. Mình là người chủ động xin thông tin của bạn mình khi mà bạn ấy có nói sơ qua về cái dự án P Network này. Đấy, thế sau chỉ cần đúng một cái câu nói đấy của bạn mình thôi là mình đã chủ động tự tìm đến dự án P Network, chứ chả phải ai lôi kéo mời chào gì mình cả. Đó, thế mình cũng là chia sẻ với quý vị các bạn như vậy. Thì sau khi mà đã tạo được cái app đào, đăng ký được cái app đào Pi trên điện thoại rồi, lúc đấy mình mới nảy sinh ra cái ý định là khi mà mình đào cái đồng coin này thì mình phải hiểu cái bản chất của nó là gì. Đấy, thì lúc đó mới tự đi tìm các cái tài liệu ở trên mạng về blockchain, về tiền điện tử, rồi tất cả mọi thứ xung quanh cái dự án Pi này. Và sau khi mà đã tự mình tìm hiểu như thế thì thấy nó hay quá, nó có những cái điểm ưu việt và nó sẽ khắc phục được những cái khuyết điểm của các cái đồng coin cũ như Bitcoin là Ethereum. Thật là tuyệt vời đó. Thế nên là mình thấy nó giá trị mang lại của cái đồng Pi Network này cho mọi người nó nằm ngoài cả cái phạm trù về tài chính. Nó sẽ mang các bạn đến những cái kiến thức khác về công nghệ thông tin, về blockchain, vân vân và vân vân. Đó, thì mình thấy nó có một cái tính nhân văn rất là hay. Và đây các bạn nhìn, chính các cái sinh viên đại học có lẽ là cũng sẽ liên quan đến cái chuyên ngành về blockchain, về mạng, một cái thứ này này, thì họ đã có cái cơ hội, có một cái
một 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 cái mô hình về mạng Pi Network đã đang phát triển rất là mạnh mẽ rộng rãi ở trên thế giới, để lấy làm cái bài học nó sẽ rất là trực quan. Và dĩ nhiên rồi, nó sẽ một công đôi việc, các bạn có thể đào Pi cùng trong một cái thời gian mà tham gia những cái khóa học như thế này, nó rất là tiện và mình thấy là nó rất là hợp lý. Thì không biết là ý kiến của các bạn về những cái mô hình giảng dạy như thế này nó có đúng đắn và hợp lý hay không, các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV. Thank you to all the pioneers who have joined us on this journey to make crypto and blockchain development accessible to as many people as possible. The Pi community is absolutely the backbone of Pi Network. Over the past year, we have seen incredible network growth, more than doubling our network to over 33 million engaged pioneers. There is still a whole lot of work to be done before the network, but we are on our way. Together, we're building something unique and world-changing, and we're so glad that you're part of the community and of this journey. Thanks again, and happy new Pi year!